Thưa quý vị, với một căn nhà một tầng tại vùng quê thì làm thế nào để chúng ta có được một không gian sống vừa gần gũi với thiên nhiên mà công năng lại vô cùng hợp lý? Và ngày hôm nay Thu Trang sẽ dẫn quý vị đến thăm một công trình biệt thự một tầng hay còn gọi là biệt thự nhà vườn để chúng ta cùng chiêm ngưỡng xem một căn nhà vườn tại vùng quê thì sẽ được thiết kế như thế nào quý vị nhé. Thưa quý vị, Thu Trang đang đứng tại vị trí cổng của công trình. Với thiết kế cổng đơn giản như thế này thì chắc chắn chúng ta sẽ đoán được công trình ngày hôm nay thì có những đặc điểm như thế nào rồi đúng không nào? Bởi vì là những cái thiết kế sẽ được đồng nhất từ vị trí cổng tường rào cho đến công trình. Đây sẽ là vị trí cổng để chúng ta có thể dễ dàng đánh ô tô gia đình vào đây. Đương nhiên rồi, với một công trình có quy mô diện tích vừa phải, không quá lớn thì cái khoảng sân cũng được tính toán một cách chi tiết hơn. Ở đây thì hiện tại cánh cổng mà Thu Trang vừa mới đứng thì sẽ vừa đủ để gia đình có thể đánh xe ô tô nhỏ đi vào trong sân trong này quý vị nhé. Với mật độ xây dựng ở đây chiếm là 55%, quý vị có thể thấy là vị trí Thu Trang đang đứng thực chất là rất thoải mái rồi đúng không nào? Với cái diện tích nhỏ này, chúng ta sẽ để được cái khoảng sân vừa đủ để chủ đầu tư có thể trồng cây như phía trước mặt Thu Trang đây. Cái đằng cổng tường rào này Thu Trang thấy rất là tươi mát quý vị ạ. Rất nhiều loại cây ở đây quý vị nhé. Đó, với những cái bồn cây như thế này, ngoài cái việc chúng ta trồng được các cây cảnh này thì chủ đầu tư còn trồng được cả cây rau này, cây ăn quả, rất nhiều loại cây quý vị ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng hướng mắt đi sang nhân vật chính ngày hôm nay. Với mật độ xây dựng như thế này thì Thu Trang thấy là kiến trúc sư thiết kế cũng rất là tài tình và chi tiết. Ngoài cái việc bố trí cây cảnh ở trước nhà thì ngay cả chân công trình chúng ta có thể nhìn từ hình ảnh flycam đều thấy được là mọi góc công trình đều có những cái điểm xanh như thế này. Từ cốt sân cho đến cốt sàn sẽ được sử dụng hệ thống, ở đây là hệ thống ngũ cấp quý vị nhé. Mặt tiền mà Thu Trang đang đứng thì có chiều dài là hơn 16m và chiều sâu lên đến 10,5m. Với cái diện tích như thế này thì Thu Trang thấy công trình này khá là phù hợp để chúng ta sử dụng hệ thống ngũ cấp để làm cho công trình của chúng ta thêm cao ráo hơn, nhìn sẽ cân đối hơn quý vị ạ. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ được thăm công trình mang theo phong cách một chút, gọi là pha một chút bán dân cổ điển và pha một chút phong cách của Địa Trung Hải này. Nhìn sẽ có được những cái đặc điểm đặc trưng rất là hay quý vị nhé. Đầu tiên chúng ta có thể để ý hệ thống mái. Hệ thống mái ở đây được sử dụng là hệ thống mái Nhật. Với những cái hệ thống đèn được chạy xung quanh mái như thế kia thì chắc chắn là khi vào buổi tối chúng ta nhìn từ xa hoặc là đứng tại vị trí Thu Trang đang đứng đây thì nhìn công trình nhà mình cũng rất là lung linh. Tiếp theo chúng ta có thể để ý được là cái phần hệ thống sảnh. Hệ thống sảnh được nổi bật bằng hai cái thước cột tròn như thế này quý vị ạ. Với như hệ thống đầu cột thì cũng được trang trí hoa văn rất là chi tiết này. Đó. Tại sao Thu Trang lại nói là được kết hợp giữa phong cách bán phân cổ điển một chút và phong cách Địa Trung Hải? Đầu tiên chúng ta có thể thấy là hệ thống cột ở đây mang theo phong cách hệ thống cột của Hy Lạp, nhìn rất là đẹp với những cái chi tiết gờ âm chạy dọc xung quanh thân cột này. Và đầu cột thì được chạm trổ chi tiết này. Đó, và hệ thống hình vòm này, hệ thống vòm ở máy sảnh như thế này. Đó, Thu Trang đang đứng ở giữa sẽ giúp chúng ta thấy được là sảnh nhà mình rất là rộng, nhìn cực kỳ thoáng luôn quý vị ạ. Và đặc biệt là khi mà chúng ta sử dụng hệ thống ngũ cấp như Thu Trang vừa đề cập tới thì khi mà Thu Trang đứng đây sẽ quan sát được hết những cái vị trí xung quanh nhà mình như thế nào. Có một điều nữa mà Thu Trang thấy rất thích tại vị trí sảnh này đó chính là nhìn cái độ mở rất là lớn này. Hai bên chúng ta đều quan sát được những cái cây hoa, cái cảnh xung quanh nhà mình như thế nào. Rồi nhìn sang phía bên tay phải của công trình lại được nhắc lại những cái chi tiết hình vòm tại hệ thống cửa sổ quý vị nhé. Giờ chúng ta sẽ đi sang bên này để nhìn kỹ hơn. Hệ thống cửa sổ này được sử dụng chi tiết hình vòm rất là đẹp. Lát nữa thì chúng ta sẽ cùng đi vào trong để xem là cửa sổ này thì sẽ dẫn đến không gian nào trong nhà quý vị nhé. Và ban nãy thì Thu Trang đang đứng tại sảnh chính công trình thì đây sẽ là một phần sảnh phụ. Khi mà chúng ta có được sảnh phụ như thế này, chúng ta sẽ dễ dàng đoán được sảnh phụ này sẽ dẫn lên khu vực bếp của công trình đúng không nào. Để xem đúng hay là sai thì lát nữa chúng ta sẽ cùng đi vào trong. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm qua lại những cái chi tiết rất là đẹp xung quanh công trình này quý vị nhé. Để bây giờ chúng ta sẽ cùng Thu Trang đi vào trong để xem là với một công trình nhà vườn nho nhỏ như thế này, bên trong được bố trí công năng gồm những gì quý vị nhé. Vâng thưa quý vị, với một cánh cửa chào đón rộng như thế này thì chắc chắn đây là một nơi chào đón khách rất là lý tưởng.
đặc biệt hơn là với cái thời tiết như thế này, tôi Trang thấy có một cái phần sảnh chúng ta có thể giao lưu với thiên nhiên bên ngoài, rất là hay quý vị nhé. Đây sẽ là hệ thống cửa mà chủ đầu tư lựa chọn là cửa thép vân vỗ, nhìn khá là phù hợp với ngoại thất của công trình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào trong này. Đầu tiên sẽ là không gian phòng khách của gia đình. Không gian phòng khách ở đây rộng 35m2. Quý vị có thể thấy là lựa chọn bộ ghế sofa cho phòng khách cũng khá là quan trọng. Và với tông màu như thế này, Thu Trang thấy hoàn toàn đồng nhất với ngoại thất của công trình, cũng như là đồng nhất với hệ thống cửa chính mà chủ đầu tư lựa chọn, đúng không nào? Đó, chúng ta có thể thấy là phòng khách chỉ cần đơn giản như thế này thôi, nhưng mà Thu Trang thấy vẫn có cái sự sang trọng toát lên trong công trình như thế nào. Chúng ta cùng hướng mắt lên để nhìn hệ thống trần của công trình ạ. Ngoài việc kiến trúc sư sẽ tính toán cái phần ánh sáng tự nhiên thì ánh sáng của trần cũng rất là quan trọng với cái hệ thống đèn LED cũng như là đèn âm trần được bố trí với hệ thống hạ cốt thạch cao, được tính toán rất là chi tiết và tỉ mỉ. Và đây sẽ là vị trí của không gian phòng thờ quý vị nhé. Không gian phòng thờ sẽ được nâng cốt lên 10 phân để cho cảm giác là phòng thờ nhà mình sẽ có được sự riêng tư nhất định quý vị ạ. Phía bên tay trái thì sẽ có 3 phòng ngủ, với tay phải Thu Trang đây sẽ là một phòng ngủ rộng 15m2 này. Một phòng ngủ nho nhỏ hơn rộng 12m2, và còn lại một phòng ngủ nữa. Có vẻ là phòng ngủ này sẽ được ưu tiên hơn một chút bởi view nhìn quý vị ạ. Đó, mời quý vị đi vào phòng ngủ này. Chúng ta có thể thấy được là phòng ngủ này có một chiếc view để chúng ta nhìn trực tiếp phóng tầm mắt đi ra mặt tiền của nhà mình, rất là đẹp. Khi mà chúng ta có được cái phòng ngủ không cần quá lớn nhưng mà ánh sáng được bố trí rất là hài hòa thì đây sẽ là một phòng ngủ rất là lý tưởng quý vị ạ. Rồi chúng ta sẽ cùng đi tiếp sang bên tay phải của công trình. Tay phải của công trình thì theo thiết kế đây sẽ là một phòng ngủ nữa, tuy nhiên là chủ đầu tư vẫn chưa dùng đến nên là hiện tại sẽ làm phòng kho của gia đình. Còn đây sẽ là khu vực bếp ăn, và trước khi đến khu vực bếp ăn chúng ta sẽ cùng ngó qua cái không gian khu phụ của công trình này. Đây sẽ là vị trí để chúng ta đi vào nhà vệ sinh quý vị nhé. Với một chi tiết rất là hay, kiến trúc sư đã tính toán về cái phần gạch bông gió như thế này, vừa làm lưu thông không khí của không gian này và đồng thời cũng là một cái điểm nhấn gì đó trong công trình để chúng ta quên đi đó là công trình phụ, sẽ là một điểm trang trí rất là lớn cho công trình này. Đây sẽ là khu vực bếp ăn. Khu vực bếp ăn của gia đình thì cái phần đặt bàn ăn cũng có view nhìn để chúng ta phóng tầm mắt trực tiếp ra phần mặt tiền công trình. Vậy là chúng ta đã có câu trả lời là cánh cửa sổ hình vòm này dẫn vào bên trong là không gian nào rồi, đúng không nào? Đây sẽ là không gian bếp ăn quý vị ạ. Và từ không gian bếp ăn thì sẽ có một lối như đúng chúng ta đoán ở đầu video, đó chính là lối sảnh phụ để chúng ta dẫn ra ngoài sân trước. Ngoài ra công trình này có một điều nữa được kiến trúc sư tính toán cũng rất là tốt, đó chính là ngoài việc để vệ sinh bên trong thì bên ngoài của chúng ta cũng có một nhà vệ sinh nữa để tiện lợi trong sinh hoạt cũng như là có công có việc thì mọi người đều có thể thoải mái sử dụng, đúng không nào? Vâng thưa quý vị, chúng ta vừa được tham quan một vòng quanh công trình nhà vườn nhỏ xinh. Quý vị thấy sao về công trình này ạ? Hoặc là quý vị đang quan tâm mẫu nhà như thế nào, quý vị có thể để lại ý kiến dưới phần bình luận. Còn bây giờ Thu Trang xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những công trình đẹp tiếp theo. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh YouTube của VC Home để nhận thêm nhiều thông tin các mẫu nhà đẹp hơn nữa nhé. Xin chào.